hay là những một số các tạp chí khác họ đánh giá rất là uy tín, họ đã bình chọn là Livegood là một trong 15 cái doanh nghiệp MLM tốt nhất trên toàn cầu. Hay là sơ đồ trả thưởng thì là top 5 trong 750 các công ty MLM trên toàn cầu, đúng không ạ? Hay top 2 những công ty được yêu thích nhất. Thì đây Phượng xin chia sẻ cho các anh chị những cái dẫn chứng này các anh chị nhé. Chúng ta đang lựa chọn cái mô hình kinh doanh theo mạng. Và tại sao trong rất nhiều các công ty MLM trước đây có nhiều người chưa được thành công? Thì ở Livegood hội tụ rất nhiều những yếu tố và có những cái sự đột phá để có thể giúp cho các anh chị dễ dàng đạt hơn, được hơn cái mục tiêu của mình. Vâng, đây các anh chị, đây là trên trang businessforhome.org. Đây là một cái trang mà rất là uy tín đánh giá về những công ty kinh doanh theo mạng. Thì các anh chị thấy cuộc thăm dò các công ty bán hàng trực tiếp đáng tin cậy nhất năm 2023, đúng không anh chị? Thì các anh chị thử xem là Livegood của chúng ta đứng thứ mấy các anh chị nhé. Anh chị hãy cùng nhau, anh chị nhìn thấy Livegood chưa ạ? Livegood dịch sang tiếng Việt là sống tốt, đúng không ạ? Thì các anh chị đang nhìn thấy Livegood của chúng ta đang đứng ở vị trí thứ mấy á? Anh chị có thể comment trong phòng chat được không ạ? Vâng, cảm ơn sự tương tác rất là tuyệt vời của các cô bác anh chị. Chúng ta đang nhìn thấy là chúng ta đang đứng số mấy đấy ạ? Sống tốt đấy ạ. Vâng. Và đã nhìn thấy ngài chủ tịch của chúng ta, đúng không ạ? Và nhìn thấy số 2, đúng không anh chị? Vâng, rất nhiều các anh chị rất là tinh, đúng không ạ? Chúng ta đã nhìn thấy luôn Livegood của chúng ta sống tốt đang đứng vị trí thứ 2. Đây là top những công ty bán hàng trực tiếp đáng tin cậy nhất năm 2023. Các anh chị đã thấy một cái doanh nghiệp nào mà mới chỉ có 6 tháng đã đạt được cái điều đó chưa các anh chị? Thực sự là cũng chưa thấy, các anh chị cũng chưa hề gặp một cái doanh nghiệp kinh doanh theo mạng nào ở Việt Nam của chúng ta mà có cái tốc độ phát triển khủng khiếp như Livegood các anh chị, mới chỉ có 6 tháng thôi các anh chị nhé. Và tiếp theo, về kế hoạch trả thưởng, chúng ta vừa nói rằng là Livegood của chúng ta sao ạ? Là top trong 1 trong 15 công ty kinh doanh theo mạng tốt nhất năm 2023, đúng không các anh chị? Vâng, thì các anh chị thấy đúng không ạ? Livegood của chúng ta là một cái công ty mà, đây ạ, 1 trong 15 công ty mà tốt nhất năm 2023 và trên toàn cầu. Đứng thứ 1, đúng không ạ? Nhắc tới số 1 là sống tốt của chúng ta đây, đúng các anh chị. Sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy những công ty khác rất là tên tuổi như là Amway, hay là dưới đây chúng ta sẽ thấy những cái công ty khác như là Topline, hay là đây, đúng không ạ? Đúng không ạ? Và một số các công ty khác nữa. Dịch sang tiếng Việt nên có thể các anh chị chưa nhìn rõ, đúng các anh chị. Vâng, đó là cái nhìn khách quan và những cái đánh giá rất là uy tín ở trên những trang uy tín đánh giá về Livegood của chúng ta. Do vậy khi mà lựa chọn một cái doanh nghiệp, một cái mô hình kinh doanh theo mạng rồi, là một cái mô hình mà có nhiều đa triệu phú nhất hiện nay, đúng không các anh chị? Sau đó chúng ta lại lựa chọn được một cái công ty mà có được cái sự đánh giá những rất là uy tín ở trên thế giới về ở đây là gì ạ? Công ty uy tín nhất ở trên thế giới, đúng không các anh chị? Thì các anh chị đã tin tưởng khi mà chúng ta lựa chọn Livegood chưa ạ? Đúng không ạ? Các anh chị đã thấy một cái tầm nhìn rất lớn, một cái niềm tin rất lớn vào Livegood chưa các anh chị? Vâng. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp anh chị nhé. Chúng ta khi mà chúng ta có những cái nhìn khách quan như vậy thì các anh chị sẽ có niềm tin, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy rõ cái lựa chọn của chúng ta là có thông minh và sáng suốt hay không, đúng không anh chị? Và một điều mà Phượng thực sự trước đây là Phượng cũng có kinh doanh MLM truyền thống anh chị ạ. Nhưng mà Phượng nhìn thấy ra một cái thực trạng, đó là sản phẩm của các công ty truyền thống thì rất là tốt, nhưng mà giá thành thì lại bị đội lên cao. Để làm gì các anh chị? Để chi trả cho hệ thống người làm, rất là cồng kềnh, đúng không ạ? Chính vì cái lý do đó nên trong cái thời điểm năm 2022 và năm 2023 thì tốc độ phát triển của các công ty MLM truyền thống đang giảm xuống rất nhiều lần. Có những cái doanh nghiệp giảm tới 20% các anh chị, cũng không tiện nhắc tên ở đây, nhưng mà thực sự đó là những cái con số đáng cảnh báo. Nếu như ngành kinh doanh theo mạng, bán hay là bán hàng trực tiếp không thay đổi cái cách làm của mình, đúng không ạ? Trong cái ngành công nghệ 4.0 như này mà các công ty theo mạng vẫn làm theo cách cũ thì thực sự dù có mô hình tốt đến đâu thì chúng ta cũng khó có thể phát triển được kịp theo cái thời đại, đúng không anh chị? Chính vì lý do đó nên Livegood đã ra đời để giúp cho chúng ta giải quyết những vấn đề đó. Chúng ta sẽ được mua hàng tận gốc anh chị nhé, và chúng ta sẽ được mua những cái sản phẩm chất lượng cao với giá thành tiết kiệm từ 50% cho đến 70%. Chút nữa về phần sản phẩm cũng như chia sẻ thêm ạ. Vâng, khi mà các anh chị đã lựa chọn được mô hình kinh doanh theo mạng rồi, khi mà các anh chị đã
có những cái đánh giá khách quan về Lightwood rồi, thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sâu hơn. Vậy Lightwood là gì? Tại sao mà trong 6 tháng lại có những cái kết quả vượt bậc như vậy? Tại sao lại được những cái trang uy tín hàng đầu trên thế giới đánh giá Lightwood như vậy? Đúng các anh chị? Thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sâu hơn chút các anh chị nhé. Vâng, đây là trụ sở công ty các anh chị ở Hoa Kỳ ạ. Và sứ mệnh của Lightwood là gì ạ? Sẽ giúp mọi người có được sức khỏe, đúng ạ? Mà điều đặc biệt là chúng ta sẽ được khỏe mạnh mà chúng ta không phải bỏ ra nhiều tiền. Các anh chị, sau này chúng ta khi mà chúng ta mua những sản phẩm của Lightwood, các anh chị sẽ cảm thấy chúng ta giống như việc chúng ta mua những bữa ăn hàng ngày đó các anh chị ạ. Do vậy chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta sử dụng được đúng, được đủ và được đều, đúng anh chị? Bởi vì thực phẩm chức năng thì sao ạ? Nó không phải là thuốc. Để chúng ta có được kết quả thì chúng ta phải sử dụng đúng, đủ, đều, đúng anh chị? Và Lightwood sẽ giúp chúng ta làm được điều đó. Và với cam kết giúp đỡ mọi người thì Lightwood sẽ luôn mang tới cho bạn những chất bổ sung dinh dưỡng tiên tiến nhất trên thị trường và chỉ được sản xuất bằng những nguyên liệu tinh khiết nhất với chất lượng cao nhất trên hành tinh các anh chị, và sử dụng sản phẩm mang lại hiệu quả cao mà giá sản phẩm không bị đội lên giống như các công ty khác, đúng không ạ? Vâng, và đây là ban lãnh đạo công ty các anh chị, CEO của chúng ta ngài Ben Greensky và giám đốc tiếp thị mạng lưới, đúng không ạ? Những người trong ban lãnh đạo công ty của chúng ta thì là những người mà trước đây họ đã từng là những người sáng lập hay là giám đốc điều hành của những công ty theo mạng và những công ty rất là tên tuổi ở trên thế giới. Nhưng họ nhìn thấy được cái thực trạng và họ sẵn sàng thay đổi. Chính vì vậy chúng ta có cơ hội đồng hành với Lightwood trong ngày hôm nay các anh chị. Và họ là những người tiên phong đi theo một cách mới. Nên chính vì những cái sự tiên phong và sự sáng tạo như vậy, nên Lightwood của chúng ta trong một khoảng thời gian rất ngắn đã đạt những kết quả mà chúng ta vừa mới thấy được, đúng không anh chị? Vâng, và đây là những người đồng sáng lập, đúng không ạ? Để tạo ra những cái sản phẩm, đúng không anh chị? Chúng ta hãy cùng nghe họ chia sẻ với anh chị nhé. Tôi không tạo ra sản phẩm để bán, mà tôi tạo ra sản phẩm để dùng cho bản thân tôi và cho gia đình của tôi sử dụng. Không đời nào tôi lại để gia đình của mình đặt vào cơ thể của họ một thứ gì mà tôi không tin tưởng 100%. Đó là lý do tại sao tôi bắt đầu với Lightwood và tôi xây dựng mọi sản phẩm ở đây. Tôi biết chính xác những gì có trong chúng và tôi sẽ không đi đâu một ngày nếu không mang chúng theo. Anh chị thấy có cái sự chân thành của họ không ạ? Ý của vợ chồng giám đốc phát triển sản phẩm là gì ạ? Là gì các anh chị? Họ nói rằng là những cái sản phẩm họ làm ra tại Lightwood là bản thân họ đang sử dụng và cả gia đình họ đang sử dụng. Chính như vậy họ phải mang những cái chất lượng tốt nhất ở hành tinh này để gia đình họ được sử dụng. Và nếu gia đình họ được sử dụng như vậy và chúng ta cũng đang là người được sử dụng thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm được không ạ? Đúng các anh chị? Vâng, và đó là những người mà họ có những cái bằng tiến sĩ hay là bằng thạc sĩ rất là cao quý các anh chị về ngành khoa học dinh dưỡng và đó đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe. Nên các anh chị có thể hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm của Lightwood các anh chị. Vâng, và ở Lightwood thì có điều gì là quan trọng các anh chị? Thứ nhất, Lightwood như cái sứ mệnh của Lightwood đúng không ạ? Họ sẽ mang lại cho chúng ta sức khỏe. Các cô bác anh chị, mọi người trong phòng Zoom có đồng ý với Phượng rằng là chúng ta sẽ không thể đạt được điều gì nếu như chúng ta không có sức khỏe không các anh chị? Thực sự trong thời gian vừa qua gia đình của Phượng có một số người phải vào viện đấy các anh chị. Phượng nhìn thấy những bệnh nhân ở trong viện, đúng là trong khi mà người nhà mình vào trong viện các anh chị ạ, Phượng mới thấy rằng là nếu như không có sức khỏe chúng ta sẽ không còn có một cái ước mơ nào khác nữa các anh chị ạ. Và lúc đó thì các anh chị chỉ mong rằng mình có sức khỏe thôi, đúng không anh chị? Nên dù cho các anh chị có rất nhiều các mục tiêu ở phía trước nhưng hãy nên chú ý tới cái điều quan trọng nhất cho mỗi bản thân chúng ta và cho gia đình của mình, đó chính là về sức khỏe. Và Lightwood sẽ giúp cho các anh chị có được sức khỏe bởi vì sản phẩm của Lightwood là sản phẩm chất lượng tốt ở trên toàn thế giới, đúng không ạ? Tốt đầu trên toàn thế giới. Và thứ hai là giá chúng ta mua sẽ rất là hợp lý các anh chị, tiết kiệm 50-70%, gần như các anh chị sẽ mua được giá gốc của công ty các anh chị nhé. Và không những như vậy các anh chị, khi mà chúng ta có sức khỏe rồi thì các anh chị mong muốn điều gì ạ? Có bao nhiêu các cô bác anh chị ở đây chúng ta mong muốn ngoài sức khỏe ra thì chúng ta còn mong muốn có thu nhập ạ? Có phải ở đây chúng ta đang có mặt ở đây để chúng ta cùng nhau tìm kiếm cho mình những cơ hội để chúng ta có thêm nguồn thu nhập không ạ? Nếu như có thì các anh chị có thể comment thật nhiều số 9 ở trong phòng chat để Phượng thấy rằng là trong phòng Zoom của chúng ta ngày hôm nay là những cô bác anh chị mà chúng ta thực sự rất là khao khát thành công các anh chị. Vâng, các anh chị là những người con người vô cùng tuyệt vời.
Thì các anh chị không chỉ nghĩ cho bản thân mình mà các anh chị đang nghĩ cho cả gia đình của mình, đúng không anh chị? Tôi tin chắc rằng nếu như các cô bác anh chị không nghĩ cho gia đình của mình mà chỉ nghĩ cho bản thân mình thì cuộc sống của chúng ta nó rất là đơn giản thôi, đúng không anh chị? Vâng. Và khi mà chúng ta nghĩ gia đình của mình là chúng ta nghĩ đến việc chúng ta phải tạo ra cái tài chính để giúp cho gia đình của mình có thể có được cái cuộc sống giàu có và thịnh vượng, đúng không anh chị? Vâng ạ. Đúng là phòng Zoom ngày hôm nay rất là tuyệt vời ạ. Rất nhiều con số 9 đã được comment trong phòng chat. Phượng rất là ngưỡng mộ các cô bác anh chị ạ. Vâng, ở trong phòng Zoom của chúng ta có nhiều người rất là nhiều tuổi rồi, nhưng các anh chị vẫn ngồi đây để chúng ta tìm kiếm cái cơ hội thành công cùng với Livebook. Và ở Livebook thì có điều gì tuyệt vời ạ? Livebook của chúng ta không những mang chúng ta sức khỏe mà còn mang lại cho chúng ta 6 loại tiền thưởng. Tiền thưởng thứ nhất là hoa hồng khi mà chúng ta tuyển dụng thành viên mới. Và thứ hai là hoa hồng ma trận 2x15. Và thứ ba là chúng ta sẽ có tiền thưởng từ thu nhập trên thu nhập, tiền thưởng từ hoa hồng ma trận. Và thứ tư là chúng ta có hoa hồng từ bán lẻ sản phẩm. Và thứ năm là chúng ta sẽ có tiền thưởng dành cho những người bán sản phẩm giỏi. Và thứ sáu là hoa hồng dành cho cái cấp bậc kim cương, đúng không ạ? Thì ở trong phần này Phượng xin phép chúng Phượng xin tắt slide và Phượng chia sẻ ở trên trên web các anh chị nhé. Bởi vì Phượng rất là mong chúng ta ở đây khi mà chúng ta đi chia sẻ thì ai cũng hiểu về cái web của mình để chúng ta có thể chia sẻ cho mọi người. Vậy Phượng sẽ xin chia sẻ cái website để các anh chị tự tin khi mà chúng ta đi gặp gỡ người mới, được không ạ? Chúng ta không cần phải mang bất kỳ điều gì đi các anh chị. Chúng ta chỉ cần nhớ tài khoản của mình thôi. Và mở tài khoản Livebook ra là chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ ở đây. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Livebook các anh chị ạ, họ không làm theo cách cũ. Họ làm mọi thứ đơn giản hóa và họ làm mọi thứ dễ dàng nhất để ai cũng có thể làm được. Và đó chính là cái bản chất của ngành kinh doanh thương mại. Bản chất của ngành kinh doanh thương mại là gì ạ? Là biến những con người bình thường trở lên phi thường, là không phải là những cái danh, không phải là một cái cơ hội mà chỉ cho những người giỏi mới làm được. Không phải là cơ hội dành cho những người nhiều tiền các anh chị. Hay là không phải là cơ hội mà dành cho những người mà họ phải có những một số những cái tiêu chí nào đó mà dành cho tất cả mọi người. Thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Chắc chắn là khi các anh chị có cái tài khoản này thì các anh chị đã đều đăng nhập được vào trang này rồi, đúng không ạ? Vâng, còn nếu như các cô bác anh chị nào chúng ta chưa có cái tài khoản này thì các anh chị ngay sau cái phòng Zoom ngày hôm nay hãy liên hệ tới người mà chia sẻ cho các anh chị cơ hội này. Hãy nhờ họ hướng dẫn các anh chị tạo ngay một tài khoản của Livebook. Bởi vì khi mà các anh chị tạo tài khoản Livebook càng sớm thì các anh chị có cơ hội tràn tầng càng cao các anh chị. Và khi mà các anh chị đăng nhập vào ạ, tôi xin giới thiệu các anh chị đây là trang chủ của chúng ta, đúng không ạ? Khi các anh chị bấm vào trang chủ thì các anh chị sẽ được cung cấp ngay ba cái website hoàn toàn miễn phí. Thứ nhất là trang công ty ạ. Đây là trang web của công ty, đúng không ạ? Thứ hai là trang bán lẻ. Và thứ ba đây là cái trang web mà chính là cái link affiliate của chúng ta. Anh chị có thể dùng cái link này để chúng ta gửi cho những đối tác của mình. Và khi họ click vào cái link này, đúng không ạ? Click vào cái link này thì họ sẽ ra cái link đăng ký và dưới các anh chị. Đúng không anh chị? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái phần tư cách thành viên của tôi. Thì đây là cái phần mà nếu như các anh chị đăng ký một tháng hay là một năm thì chúng ta sẽ hiển thị ở đây. Và thứ ba đây là phần cửa hàng các anh chị. Vâng, thì trong cái phần cửa hàng này có rất nhiều các sản phẩm và Phượng biết rằng là sắp tới thì còn có nhiều hơn những cái sản phẩm mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây các anh chị ạ. Và các anh chị thấy là ở đây chúng ta sẽ có những sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, đúng không ạ? Hay là những cái sản phẩm về thời trang, đúng không anh chị? Và khi mà các anh chị vào xem những cái sản phẩm của chúng ta thì các anh chị sẽ thấy đây là những cái sản phẩm mà được những cái giấy chứng nhận rất là uy tín ở trên thế giới. Thực sự với các anh chị, đây là những cái giấy chứng nhận mà nếu như các anh chị có tiền ấy, những cái doanh nghiệp mà có tiền cũng không thể nào mua được. Chính vậy, khẳng định một lần nữa về chất lượng sản phẩm của công ty Livebook của chúng ta. Đúng không anh chị? Vâng. Và điều tuyệt vời khi mà các anh chị biết tới sản phẩm của Livebook thì đây đều là những cái sản phẩm chất lượng top đầu trên hành tinh ở trên thế giới của chúng ta. Nhưng mà giá các anh chị nhìn này, đúng không ạ? Đây là một cái sản phẩm, đây là súp siêu đỏ hữu cơ, đúng không ạ? Tất cả những sản phẩm của chúng ta thì đều là những cái sản phẩm hoàn toàn từ hữu cơ các anh chị nhé. Đây là sản phẩm rất tốt cho tim mạch. Và sản phẩm này thì vừa rồi Phượng cũng có mua cho bố Phượng sử dụng, đúng không ạ? Cực kỳ tốt các anh chị. Và các anh chị thấy giá sao ạ? Có rẻ không ạ? Chỉ có 18 đô thôi các anh chị. Chưa đến 20 đô, chưa đến 500 nghìn. Đúng các anh chị?
giá cực kỳ là rẻ. Và các anh chị thấy này, LiveGood của chúng ta là một cái doanh nghiệp, họ làm rất là công khai minh bạch và họ rất là tự tin. Công ty của chúng ta thực sự họ làm rất là bài bản và rất là tự tin vào sản phẩm của mình. Và sản phẩm của chúng ta phải chất lượng như nào để chúng ta mới dám so sánh với những cái đối thủ cạnh tranh. Các chị nhìn những cái sản phẩm với giá tương đương, những cái chất lượng tương đương các chị nhé, thì giá có phải đang gấp đôi và gấp 3 lần của chúng ta không ạ? Đúng các anh chị? Gấp đôi và gần gấp 3 lần của chúng ta. Đây, các anh chị thấy có hai hãng mà cũng rất nổi tiếng đúng không ạ? Nhưng mà cái sản phẩm của chúng ta thì đã tiết kiệm được tới 54%. Và có những doanh nghiệp khác thì chúng ta còn tiết kiệm lên tới 74%. Đúng các anh chị? Và khi mà tìm hiểu về sản phẩm thì có một cái chính sách về sản phẩm mà cũng thực sự là bất ngờ khi mà tìm hiểu về LiveGood. Đó là khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm của LiveGood, nếu như mà trong vòng 90 ngày các anh chị bóc sản phẩm ra rồi, các anh chị sử dụng, nhưng nếu như các anh chị vì một lý do nào đó các anh chị cảm thấy không hài lòng về sản phẩm đó, thì các anh chị chỉ cần gửi hộp rỗng về công ty. Công ty sẽ không hỏi gì cả và công ty sẽ đền tiền lại cho các anh chị. Các anh chị đã thấy có một cái doanh nghiệp nào làm điều đó chưa ạ? Thực sự là trước đây thì Phượng đã tham gia vào các cái doanh nghiệp khác, thì họ cũng cam kết là trong vòng 1 tháng, nếu như mà các anh chị không bán hết sản phẩm và sản phẩm của chúng ta vẫn còn nguyên niêm phong và còn hóa đơn, thì công ty sẽ nhập lại cho các anh chị. Điều đó Phượng đã cảm thấy vô cùng tuyệt vời rồi các anh chị ạ. Nhưng mà ngày hôm nay LiveGood thì sao ạ? Họ còn tuyệt vời hơn thế nữa. Và nếu như mà chúng ta đã sử dụng sản phẩm rồi, chúng ta dùng hết rồi các anh chị nhé. Tất cả sản phẩm chúng ta đã ăn, chúng ta đã dùng hết rồi, nhưng mà chúng ta không hài lòng, thì công ty vẫn nhận lại cho các anh chị. Các anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Nếu có, các anh chị có thể comment thật nhiều số 8 trong phòng chat giúp Phượng được không ạ? Vâng, thực sự là một cái chính sách vô cùng kinh điển luôn các anh chị. Phượng chưa hề thấy có một doanh nghiệp nào họ dám cam kết cái điều đó luôn các anh chị ạ. Bạn có thể sử dụng hết sản phẩm. Nếu không hài lòng, bạn gửi lại cho tôi và tôi sẽ đền tiền lại cho bạn. Điều đó khẳng định điều gì các anh chị? Khẳng định cái chất lượng sản phẩm của chúng ta đúng không ạ? Và cái giá thành rất là phù hợp. Đúng không anh chị? Vâng, chia sẻ một chút như vậy để chúng ta hiểu về sản phẩm của chúng ta. Thì ở trong phần sản phẩm này chúng ta có rất nhiều dòng sản phẩm các anh chị nhé. Chúng ta có thể mua cho bản thân mình hay cho gia đình của mình. Ví như vitamin này, đúng không ạ? Cho nam, cho nữ. Hay là hỗ trợ xương khớp, đúng không ạ? Hay là protein, thuốc hợp magie, đúng không ạ? Hay là siêu xanh hữu cơ để bảo vệ cái hệ miễn dịch của chúng ta, đúng không ạ? Hay là siêu đỏ thì là sản phẩm về tim mạch, và cà phê hữu cơ đó các anh chị ạ, uống rất là thơm ngon đúng không ạ? Và tinh dầu CBD đúng không ạ? Đây là một loại tinh dầu mà rất là quý các anh chị. Mà ngoài kia ấy, khi mà Phượng có những cô bác mua những cái sản phẩm này thì họ nói rằng mất vài triệu một cái ống tinh dầu này các anh chị. Nhưng các anh chị thử tìm hiểu xem cái tinh dầu này của chúng ta là sao ạ? Chỉ có 18 đô các anh chị ạ. Chưa đến 500 nghìn. Đúng các anh chị? Chưa đến 500 nghìn một cái lọ tinh dầu này của chúng ta. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Trong khi đó Phượng có quen một cô trong đội nhóm của Phượng luôn. Cô bảo cô phải mua hết vài triệu các anh chị mới mua được một lọ tinh dầu này. Mà không phải 750 đâu các anh chị. Mà nhỏ hơn các anh chị, thành phần nhỏ hơn. Các anh chị xem này. Những đối thủ cạnh tranh thì sao ạ? 79 đô đúng không ạ? 89 đô. Các anh chị thấy đúng không ạ? Chúng ta đã tiết kiệm lên tới 79% so với các đối thủ cạnh tranh. Đúng không anh chị? Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Vâng. Nói chung là còn rất nhiều sản phẩm nữa các anh chị nhé. Chúng ta hãy cùng nhau tự lên trang web của mình để chúng ta tìm hiểu thêm. Và bây giờ Phượng xin chia sẻ các anh chị một cái phần mà chắc hẳn là các anh chị đang rất là hồi hộp muốn tìm hiểu. Đó là về thu nhập đúng không ạ? Bao nhiêu các anh chị sẵn sàng cho phần thu nhập thì chúng ta có thể comment thật nhiều số 1 được không ạ? Để chúng ta sẽ đi vào cái phần thu nhập. Làm sao để chúng ta nhanh chóng có được cái nguồn thu nhập tốt nhất từ LiveGood, và làm sao để chúng ta có thể phát triển được, chúng ta lên các cấp bậc vị trí lãnh đạo được tốt nhất, thì anh chị hãy comment số 1 ạ. Vâng, rất là tuyệt vời, cô đã nhìn thấy rất nhiều số 1 rồi ạ. Và không để các anh chị chờ đợi lâu hơn thì chúng ta sẽ vào phần thu nhập của tôi. Và các anh chị sẽ vào phần xem chi tiết các anh chị nhé. Thì trong phần này các anh chị sẽ nhìn thấy này, ngay sau khi mở cái phần thu nhập của tôi lên ấy,
thì có một cái dòng chữ được in đậm ở đây. Và thực sự là khi mà đọc cái dòng chữ này thì Phượng cũng rất là bất ngờ các anh chị ạ. Nhưng mà càng tìm hiểu thì càng thấy đây là những cái lời khẳng định hoàn toàn chính xác các anh chị nhé. Không hề sai đâu các anh chị. Đó là sao ạ? Ở trên thực tế thì bạn có thể kiếm tới 2.047 đô mỗi tháng mà không cần phải đăng ký bất kỳ một người nào cả. À, khi các anh chị xem cái video 6 phút của Ngài Chủ tịch thì các anh chị sẽ thấy rất là rõ cái điều này, và chút nữa vào phần dưới Phượng sẽ phân tích cho các anh chị. Có nghĩa là sao? Ở Lightwood có cơ hội giúp cho các anh chị tràn tầng và giúp cho các anh chị có thể vì một lý do nào đó bận công việc, nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể có được cái thu nhập này. Và trong hệ thống của Phượng thì có rất nhiều người đạt được điều đó rồi. Phượng nhớ là trong cái buổi Zoom lần trước các anh chị thì đã có Phượng đã mời lên trong phòng Zoom, có một chị trong phòng Zoom trong đội nhóm của Phượng, trong vòng một tháng, chưa đến một tháng chị làm việc, chị mới chỉ tuyển ra 2 người thôi, nhưng mà chị đã được tràn lên tới gần 100 người rồi các anh chị ạ. Anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Hay là ngay cái hôm vừa rồi có một chị bạn của Phượng, đấy là chị Hải Yến, không biết chị Hải Yến có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay không, đúng không ạ? Thì chị Hải Yến của Phượng ấy đang bận một công việc khác, chị chưa tuyển bất kỳ một người nào cả các anh chị, nhưng mà chị lại may mắn hơn Phượng, đó là chị vào trước Phượng anh chị nhé, chị vào trước Phượng khoảng mấy tuần. Thì là toàn bộ hệ thống của Phượng chui vào trong cái hệ thống của chị, đúng không ạ? Bởi vì chị và Phượng và chị Hải Yến đều chung một người upline đó, thì là toàn bộ hệ thống của Phượng chui vào trong ma trận của chị ấy. Chính vì vậy nên có những cái tuần mà chị có thu nhập là 89 đô một tuần, mà một tháng đấy chị ạ, mà chị ấy chưa tuyển ra bất kỳ một ai cả. Thì đó thì Phượng muốn khẳng định với chị là hoàn toàn đúng với chị nhé, câu này hoàn toàn đúng. Nhưng mà khi nào xảy ra và ai là người nhận được cơ hội thì đó thực sự là chúng ta phải tùy từng ba trận. Anh chị hiểu rõ điều này anh chị nhé. Không phải cứ ai chờ cũng có, và chúng ta cũng không nóng ruột để chúng ta vừa vào mà chúng ta đã có ngay được anh chị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc về 6 cái hoa hồng trả thưởng của Lightwood. Thứ nhất là hoa hồng bắt đầu nhanh, đúng không anh chị? Ở cái hoa hồng này là gì ạ? Khi mà chúng ta chia sẻ cho bất kỳ một đối tác mới nào và họ đăng ký thành viên ở dưới các anh chị thì chúng ta sẽ nhận ngay lập tức là bao nhiêu ạ? Là 50%, đúng ạ, trên cái số tiền mà họ đăng ký vào. Ở đây cụ thể là 49,95 đô, đúng các anh chị? Đúng ạ? Như vậy 50% là chúng ta được khoảng bao nhiêu ạ? 50 đô. Khi mà có bất kỳ một thành viên mới nào tham gia là các anh chị được 50 đô rồi các anh chị. Đúng ạ? Và khi đấy là các anh chị chưa lên vị trí gì ạ? Còn khi các anh chị lên vị trí đồng thì sao ạ? Chúng ta sẽ được cộng thêm 10 đô nữa. Như vậy là chúng ta sẽ có bao nhiêu ạ? 50 cộng với 10 là 60 đô. Đúng không anh chị? Và tiếp theo khi các anh chị lên vị trí bảng thì chúng ta sẽ có 50 đô trực tiếp cộng thêm 10% và cộng thêm 10% của 2 tầng dưới nữa, đúng không ạ? Và khi các anh chị lên vị trí vàng thì sao ạ? Ngoài những cái gì các anh chị nhận được ở vị trí bảng thì các anh chị sẽ được nhận thêm 3% ở tầng thứ 5. Và các anh chị nhận thêm 2% nữa ở tầng thứ 6 các anh chị. Và khi các anh chị lên tới bạch kim thì sao ạ? Chúng ta sẽ ngoài những cái gì chúng ta nhận được ở vị trí vàng thì các anh chị còn được gì nữa ạ? Các anh chị còn được gì nữa các anh chị? Chúng ta còn được thêm 2% ở tầng thứ 7 và 1% ở tầng thứ 8, đúng không ạ? Và khi các anh chị lên tới kim cương thì sao ạ? Chúng ta sẽ nhận được, và các anh chị thử đếm xem bao nhiêu phần trăm các anh chị nhé, trên 10 tầng của chúng ta. 50, 60 đúng không ạ? 70, 80%, đúng không anh chị? Khi anh chị lên đến vị trí kim cương thì anh chị nhận tới 80%. Anh chị thấy công ty trả thưởng lớn không anh chị? Vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Và tiếp theo là hoa hồng ma trận. Đây chính là cái hoa hồng mà có cái câu ở trên các anh chị. Có câu mà chúng ta có thể kiếm được 2.047 đô mỗi tháng mà không cần đăng ký bất kỳ người nào các anh chị. Bởi vì ở đây thì sao ạ? Bởi vì ở đây chúng ta, khi mà chúng ta xếp, nó giống như sơ đồ nhị phân ấy anh chị, có nghĩa mỗi người chúng ta chỉ có 2 nhánh này thôi, và khi các anh chị bắt đầu có người thứ ba thì nó sẽ tràn xuống cho người dưới, hỗ trợ lẫn nhau như vậy anh chị. Do vậy sẽ chắc chắn là khi mà chúng ta tuyển dụng người, chúng ta nằm trong một hệ thống nào đó thì chắc chắn đến một cái thời điểm nào đó chúng ta sẽ được tràn đấy chị ạ. Như ở đây Phượng không khẳng định cái thời điểm nào, đúng không ạ? Bởi vì tùy từng ma trận của từng người. Và khi mà các anh chị đã được hưởng cái hoa hồng ma trận này thì ở mỗi vị trí chúng ta sẽ được hưởng 15 tầng, đúng không ạ? Đây là ma trận 5 nhân với bao nhiêu ạ? 15, đúng các anh chị? Chúng ta sẽ được hưởng 15 tầng tùy từng theo cấp bậc. Ví dụ như ở cấp bậc đầu tiên chúng ta chưa được xếp hạng thì các anh chị đã được hưởng bao nhiêu rồi ạ? 12 tầng rồi, đúng các anh chị?
Còn khi mà các anh chị lên vị trí đồng thì các anh chị sẽ hưởng thêm đồng và bạc thì các anh chị sẽ hưởng thêm tầng thứ 13 đúng không ạ? Còn khi các anh chị lên vị trí vàng thì sao ạ? Vàng và bạch kim thì các anh chị sẽ hưởng tới tầng thứ 14. Còn khi mà các anh chị lên vị trí kim cương thì sao ạ? Các anh chị sẽ hưởng đủ 15 tầng các anh chị. Vâng. Và đây chính là cái con số này các anh chị này, 2047 đô ở trên các anh chị. Đó, có thể chúng ta đang không được xếp hạng gì cả. Chúng ta là người mới, chúng ta chưa có một ai hết và chúng ta cũng chưa lên vị trí gì cả. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể tràn tầng để chúng ta sẽ ra được cái con số này, đúng không anh chị? Vâng. À, cái hoa hồng thứ ba đó là hoa hồng tiền thưởng phù hợp. Thì cái hoa hồng này khi mà chúng ta có những cái thành viên trong hệ thống của mình, nếu như mà họ có hồng ba trận, khi mà họ chưa đạt được cái cấp bậc nào thì chúng ta đã được hưởng 50% cái thế hệ thứ nhất của họ rồi. Còn khi mà họ lên vị trí bạc thì chúng ta ngoài 50% chúng ta sẽ được nhận thêm bao nhiêu ạ? 10% của thế hệ thứ nhất và 10% thế hệ thứ hai ở trong cái ma trận của mình. Và tất cả những người vàng của chúng ta thì chúng ta sẽ nhận được thêm ngoài hai cái trên các anh chị nhé. Chúng ta sẽ được nhận thêm 5% thế hệ thứ nhất, 5% thế hệ thứ hai và 5% thế hệ thứ ba. Còn khi mà trong hệ thống của chúng ta có những người lên bạch kim đúng không ạ? Tất cả những người lên bạch kim thì chúng ta sẽ được nhận đây ạ, 5% của đến tận tầng thứ tư ngoài cộng thêm vào những cái trên này nữa các anh chị nhé. Và khi các anh chị lên đến kim cương thì sao ạ? Các anh chị sẽ nhận tới thế hệ thứ năm, tất cả những người trong hệ thống của các anh chị sẽ nhận được khi mà họ lên các cấp bậc, đúng không anh chị? Hay là khi họ chưa lên cấp bậc thì chúng ta cũng đã nhận được hoa hồng ba trận của họ rồi. Thực sự các anh chị, khi mà các anh chị làm đủ lớn các anh chị thì chúng ta sẽ nhận được những cái hoa hồng này các anh chị ạ. Và đây là cái hoa hồng cực kỳ lớn, nhưng mà chỉ dành cho những ai ở lại đủ lâu được các anh chị ạ. Bởi vì sao ạ? Những cái phần này khi mà phải đợi cho hệ thống của chúng ta lớn mạnh đúng không ạ, thì chúng ta mới nhận được nhiều tiền. Nhưng mà khi mà chúng ta mới xây dựng thôi mà chúng ta đã dừng lại rồi thì làm sao chúng ta có tiền được, đúng các anh chị? Và cái hoa hồng thứ tư là hoa hồng bán lẻ. Thì hoa hồng này sẽ dành cho những ai mà chúng ta yêu thích bán lẻ, đúng các anh chị? Đúng ạ? Thì chúng ta sẽ được bao nhiêu ạ? 50% khi mà chúng ta bán lẻ trực tiếp thì chúng ta được 50%, đúng các anh chị? 50% cái lợi nhuận các anh chị nhé. Và khi lên vị trí đồng thì các anh chị được thêm 10% của thế hệ thứ hai. Lên bạc thì các anh chị thêm 5% của thế hệ thứ ba và thứ tư. Còn lên vàng thì chúng ta được bao nhiêu ạ? 5% của thế hệ thứ năm và thứ sáu, đúng không anh chị? Tiếp theo lên bạch kim này các anh chị được 2% của thế hệ thứ bảy và 1% của thế hệ thứ tám. Và khi các anh chị lên kim cương thì sao ạ? Chúng ta sẽ được 80%, đúng không ạ, của 10 thế hệ, đúng không anh chị? Còn hoa hồng thứ năm là hoa hồng tiền thưởng của người ảnh hưởng. Nó sẽ liên quan đến hoa hồng thứ tư này các anh chị. Có nghĩa là hoa hồng thứ tư này thì sẽ được 50% rồi, và chúng ta sẽ cộng thêm 10% ở đây nữa. Khi mà các anh chị đạt doanh số 2500 thì các anh chị sẽ được cộng thêm bao nhiêu ạ? 10%. Thì chúng ta sẽ 50% ở trên này các anh chị này, 50% lợi nhuận ở trên. Chúng ta cộng thêm 10% nữa thì chúng ta sẽ được bao nhiêu ạ? 60%. Tiếp theo khi mà doanh số đạt 5000 thì chúng ta sẽ cộng thêm 20 là 70%, đúng không ạ? Khi mà được 10.000 đô thì sao ạ? Chúng ta cộng thêm 30% và chúng ta sẽ được 80% hoa hồng công ty trả cho chúng ta. Và khi lên 2.500 thì sao? Anh chị được 90%. Và khi lên tới 50.000 đô thì công ty sẽ trả lại toàn bộ cái lợi nhuận cho chúng ta, các anh chị. Đây là dành cho những người mà chúng ta yêu thích việc bán lẻ, các anh chị nhé. Cái này thì không bắt buộc các anh chị thích phát triển kinh doanh hệ thống hay chúng ta thích bán lẻ thì tùy thuộc chúng ta. Và cái hoàng thứ sáu là cái hoa hồng mà Phương nghĩ rằng là rất nhiều người mong chờ ở đây, đúng không anh chị? Đó là tiền thưởng kim cương. Thì tiền thưởng kim cương là sao các anh chị? Chúng ta sẽ được chia 2% tổng số doanh số công ty mỗi tháng. Các anh chị sẽ thấy vô cùng nhiều đây. Như trong cái phần trước Phương đã chia sẻ, đúng không ạ? Những kim cương của chúng ta thu nhập hàng tỷ đồng một tháng các anh chị. Đó, nên chúng ta khi mà các anh chị lên vị trí kim cương, chúng ta sẽ đạt được cái điều này. Và chúng ta hãy cùng nhau đặt cái mục tiêu lên kim cương, đúng không anh chị? Và khi mà các anh chị lên vị trí cao hơn nữa, đó là hồ bơi kim cương, thì chúng ta sẽ ngoài cái việc đồng chia 2%, chúng ta sẽ chia sẻ 2% của thành viên được kim cương này, rồi 2% tổng doanh thu của tất cả các thành viên và doanh số sản phẩm, đúng không ạ? Thực sự đây là một cái phần thưởng vô cùng lớn nếu mà chúng ta đạt được. Còn không biết anh chị có biết cách làm sao để chúng ta đạt được cái vị trí không ạ? Để đạt được cái vị trí để chúng ta lên nhận nhiều hơn hoa hồng
thì các anh chị sẽ nhấp vào đây, các anh chị này, chúng ta sẽ nhấp vào đây để biết thêm chi tiết, nâng cấp với thứ hạng. Cô sẽ nói nhanh phần này các anh chị nhé. Đã chia sẻ thì phải chia sẻ hết cho các anh chị đúng không ạ? Mặc dù thời gian thì cũng hơi muộn, cô chia sẻ nhanh phần này thôi, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần khác. Chúng ta vâng, thì đầu tiên chúng ta sẽ xét về cấp bậc đồng. Thì các anh chị phải có 2 thành viên tích cực đăng ký cá nhân thì chúng ta sẽ lên vị trí cấp bậc đồng đúng không ạ? Còn nếu chúng ta muốn lên bạc thì sao ạ? Các anh chị có 10 thành viên tích cực đã đăng ký cộng với 20 thành viên tích cực trong nhóm của bạn, hoặc là 3 nhánh đăng ký riêng biệt. Đúng không ạ? Mỗi nhánh chi nhánh thì được xếp hạng đồng tổng cộng với 20 thành viên trong nhóm. Có nghĩa là các anh chị có thể có 2 sự lựa chọn. Một là chúng ta có 10 thành viên tích cực này đã đăng ký cộng với tổng số thành viên là 20. Hoặc cách thứ hai là chúng ta có 3 nhánh của chúng ta riêng biệt. Riêng biệt có nghĩa từ F1 của chúng ta trở ra. Họ lên đồng và tổng thành viên cũng là 20 thì các anh chị sẽ lên bạc ạ. Còn lên vàng thì sao các anh chị? Các anh chị sẽ có 30 thành viên tích cực đăng ký trực tiếp của chúng ta đúng không ạ? Cộng với cái doanh số, cái tổng số thành viên trong nhóm, đội nhóm của chúng ta là 100 thành viên trong nhóm. Hoặc là các anh chị có 3 nhánh cây riêng biệt xếp vị trí bảng cộng với 100 thành viên tích cực. Ở đây chúng ta có 2 sự lựa chọn đúng không anh chị? Một là có 30 thành viên tích cực mà đã đăng ký cá nhân cùng với chúng ta và tổng thành viên trong nhóm là 100. Hoặc là các anh chị có 3 nhánh riêng biệt họ lên bảng và tổng cũng là 100 thì các anh chị sẽ lên vàng các anh chị. Còn các anh chị lên bạch kim thì sao ạ? Chúng ta sẽ có 100 thành viên tích cực đã đăng ký cá nhân với chúng ta và tổng số thành viên trong nhóm là 500 ạ. Hoặc là các anh chị có 3 nhánh, có 3 nhánh riêng biệt và họ lên vị trí vàng và tổng số thành viên cũng là 500 các anh chị. Thì khi đó chúng ta sẽ lên vị trí bạch kim. Hoặc cái điều kiện thứ ba nữa các anh chị này, hoặc 500 thành viên tích cực trong nhóm cây đăng ký của bạn với không quá 150 thành viên tính từ bất kỳ một cái nhánh riêng lẻ nào, đúng ạ? Bởi vì sẽ có những người mà phát triển nhánh, một nhánh rất là mạnh, đúng không anh chị? Nhưng mà nhánh khác thì lại gần như là không có ai, đúng không anh chị? Do vậy cái điều này cũng sẽ đảm bảo để chúng ta mở nhiều hơn F1. Và khi mở nhiều F1 thì sao ạ? Cái cơ hội tràn tầng mới diễn ra cho các thành viên khác, anh chị. Đúng không anh chị? Để chúng ta hỗ trợ cho các thành viên phía dưới. Nên có một chút sự điều chỉnh ở đây, Phượng thấy cũng rất là hợp lý khi mà Lightwood đưa ra, các anh chị. Còn liêm kim cương thì sao anh chị? Để được đồng chia 2% doanh số toàn cầu thì chúng ta sẽ có 3 nhánh cây riêng biệt lên bạch kim và tổng cộng là chúng ta sẽ có 2.500 thành viên tích cực trong nhóm. Hoặc là chúng ta có 2.500 thành viên tích cực trong nhóm, đúng không ạ? Và trong nhóm của chúng ta thì sẽ không quá 500 người ở một nhánh riêng biệt. Có nghĩa là một nhánh riêng biệt thì chỉ lấy tối đa là 500 người thôi, không lấy nhiều hơn, đúng không anh chị? Vâng, đó là cái điều mà vô cùng tuyệt vời, đúng không anh chị? Còn riêng vương miện kim cương, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp anh chị nhé. Anh chị cứ cùng nhau đạp lên kim cương đi ạ. Rồi chúng ta sẽ nhìn thấy cái bức tranh về vương miện kim cương, đúng không anh chị? Vâng. Và xin được cảm ơn cái phần lắng nghe chia sẻ của các anh chị. Phượng vừa chia sẻ với anh chị về chính sách trả thưởng. Và Phượng rất là biết ơn hiện tại thì vẫn còn gần 250 các anh chị vẫn có mặt trong phòng Zoom, đúng không ạ? Rất là biết ơn các anh chị, và các anh chị là những con người vô cùng tuyệt vời, khát khao thành công. Và chúng ta sau khi nghe xong phần chia sẻ vừa rồi thì chúng ta hãy cùng nhau đặt cho mình những cái câu hỏi, đúng không các anh chị? Chúng ta hãy cùng nhau trả lời các câu hỏi để xem cái cơ hội này có phù hợp với chúng ta hay không ạ?